Tùng đã làm xong nội dung bài số 3 và các bạn nhớ tập thật nhiều và tập chậm. Sau khi chậm ok rồi, các bạn sẽ tập nhanh hơn, càng nhanh càng tốt, để chúng ta làm quen với những cái bài phản xạ về trống, báo trống. Và Tùng sẽ làm video tiếp theo cũng về trống luôn. Sau khoảng 3-4 video nữa thì Tùng sẽ chuyển sang bộ môn guitar. Và các bạn nhớ đăng ký theo dõi. Sau này thì Tùng nghĩ rằng là sẽ có những cái bài hướng dẫn rất là hữu ích. Mặc dù mình không có chơi giỏi chơi hay, nhưng mà mình có cái phương pháp và mình kết hợp giữa công nghệ thông tin và đam mê âm nhạc sẽ mang đến cho các bạn những bài học dễ hiểu nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.